Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ hai tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi tối giờ Cali. Ở Việt Nam, bạn đã bước qua là ngày thứ ba rồi. Thì Thuận cũng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều những thông tin nổi bật Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Đầu tiên hết, đó, chúng ta hãy nhìn vào tình hình chứng khoán Hoa Kỳ các bạn. Hôm nay đó, thì xanh nhẹ một chút, chúng ta có chỉ số Nasdaq thì tăng 0.21%. Chúng ta có S&P 500 đó, thì tăng 0.12%. Và Dow Jones thì không có nhiều sự thay đổi các bạn. Cũng như là kết thúc cái giá của ngày thứ sáu Chúng ta sẽ không có tài liệu liên quan tới pre-market hợp đồng tương lai Tại vì ngày mai sẽ không có chứng khoán Hoa Kỳ các bạn Tại vì ngày mai là ngày lễ lớn, ngày lễ July 4 Và ngày mai ra thường cũng sẽ dành thời gian với gia đình Cho nên cũng sẽ không có thời gian để mà chia sẻ video với các bạn Nhưng mà nào mà ở Hoa Kỳ đó thì thường cũng muốn chúc các bạn có một ngày lễ July 4 vui vẻ Tuy là chúng ta thấy chứng khoán có một màu xanh nhẹ Nhưng mà hợp đồng dầu đó thì cũng cơ đó các bạn 70 đô cho một thùng dầu Hợp đồng vàng thì cũng không có sự thay đổi nhiều các bạn sau khi mà vàng đã đạt được mức là 2.000 đô trong ounce vàng đó thì lại đi ngược trở xuống chúng ta thấy được là giá cũng không thay đổi nhiều so với kết thúc của ngày thứ sáu là 1.928 đô cho một ounce vàng à, chúng ta cũng có một số những cây cổ phiếu nổi bật ngày hôm nay các bạn thấy được là một trong những cây cổ phiếu mà nhiều quan tâm chính là Tesla các bạn và thùng cũng đã chia sẻ với các bạn là trong cái quý 2 đó Tesla cũng đã giao rất nhiều xe các bạn họ đã bán tổng cộng là 445.925 chiếc xe con số này đã gần như gấp đôi so với con số à, quý 2 của năm 2022 nói chung thì nhu cầu để mà mua xe Tesla tăng lên rất là nhanh các bạn và chúng ta cũng thấy được là cổ phiếu cũng tăng nhanh không kém. hôm nay chúng ta thấy là cổ phiếu Tesla đã tăng sáu rồi và từ đầu năm tới bây giờ đây các bạn thấy được là cổ phiếu Tesla đã tăng 127 phần các bạn. BTC tăng khoảng chừng là 82 phần trăm nhưng mà cổ phiếu Tesla đã tăng 127 phần từ đầu tới bây giờ rồi và chúng ta nhìn thấy được là cổ phiếu Tesla ra thì đương nhiên tuy chưa có trở về đỉnh cũ được nhưng mà cũng không phải là cách xa lắm các bạn chúng ta nhìn vào cái đỉnh cao của cổ phiếu Tesla đó là tháng 11 năm 2021 đó cũng là cái lúc mà chúng ta thấy giá cả của BTC cũng tăng cái mức cao và chúng ta đã thấy mức cao của Tesla là 407 đô thì bây giờ đã Tesla là khoảng 280 đô từ cái thời điểm mà cái mức giá thấp đó đầu năm nay tới bây giờ Tesla cũng đã có một sự hồi phục không ngừng nghỉ và các bạn có đã biết à, Thuận là một trong những người mà cũng lưu trữ của Tesla Chứ hôm nay là một ngày rất là vui đối với nhiều người Mà đã có lòng tin với lại Tesla bao nhiêu ngày tháng qua chúng ta có thể nhìn thấy được uh, với cái sự tăng trưởng của cổ phiếu Tesla đó thì Elon Musk một lần nữa lại trở lên và chiếm vị trí thứ nhất trong danh sách những người giàu nhất thế giới dựa theo Forbes các bạn với ước tính tổng tài sản đó là khoảng 250 tỷ đô la các bạn vượt xa cái người đứng thứ nhì đó chính là Bernard Arnold and Family các bạn và đây là chủ của những cái uh, thương hiệu như là LV chúng ta thấy được là người đứng thứ ba chính là Jeff Bezos của Amazon đứng thứ tư là Larry Ellison của Oracle Bill Gates thứ năm của Microsoft Warren Buffett của Berkshire Hathaway, Steve Ballmer cũng xuất thân từ Microsoft các bạn và đương nhiên Mark Zuckerberg là Facebook và các bạn thấy Mark Zuckerberg đã cũng đã tăng trưởng rất là nhanh. Chúng ta nhìn thấy được là Mark Zuckerberg cũng đã trong top 10 rồi với tổng số tài sản là hơn 100 tỷ đô la, Larry Page của Google đó là 101 tỷ và Carlos Slim Helú đây là một trong những tỷ phú của Mexico các bạn về uh, Telecom, có nghĩa là uh, về viễn thông đó, thì uh, tài sản cũng hơn 100 tỷ. Đây là 10 người giàu có nhất ngày hôm nay được thống kê bởi Forbes các bạn. Uh, thì đương nhiên một số người nói là Elon Musk đó, giàu vậy rồi mà còn muốn lấy 8 đô la của mọi người. Tại vì mọi người bây giờ ra thì vẫn đang bàn tán về việc là Twitter uh, đang hạn chế cái số lượng thuyết mà có thể đọc hàng ngày thì các bạn đã nhớ ngày hôm qua thường chia sẻ đó thì những bạn nào mà không có thuy đọc lưu nghĩa là không có trả 8 đến một tháng đó thì có thể đọc tối đa là 600 bài mỗi một ngày à, sau đó thì Elon Musk cũng đã nâng cái mức đó lên nói là những người nào mà không có thuy đọc lưu đó không có trả 8 đến một tháng thì có thể đọc lên tới 800 post một ngày còn những account mới tạo ra đó thì chỉ hạn chế ở mức là 400 post một ngày mà thôi à, những người nào mà verify có nghĩa là xác nhận nó có thuy đọc lưu thì có thể đọc lên tới 8.000 bài một ngày Và cái số lượng bài này đã sẽ được uh, áp dụng trong thời gian tới đây Thì cái quyết định này của Elon Musk nó có người ủng hộ, có người không ủng hộ à, Các bạn đã thấy là nhiều người đã cho quy định này nó cũng khá là kỳ quặc Tại vì đối với những cái nền tảng mạng xã hội đó thì người ta thích người xem nó càng ở đó lâu càng tốt càng nghiện càng tốt càng lướt nhiều càng tốt tại vì à, người dùng mà ở trên ứng dụng càng lâu đó thì càng bán được nhiều quảng cáo thì tại sao mà Elon Musk lại muốn hạn chế à, người dùng như vậy? À, thì Elon Musk đó, đây là cái sự trả lời đến từ Elon Musk thôi nói là để hạn chế à, những không bot những công ty mà họ muốn đây là scraping có nghĩa là họ muốn à, lấy dữ liệu của Twitter để làm chuyện gì đó hay là muốn từ đó để mà quảng cáo hay là để spam những cái account trên Twitter Ừ, thì vì lý do đó cho hạn chế để cho những cái bot đó không hoạt động được đó là cái giải thích đến từ là, là các bạn nghĩ sao thì các bạn có thể comment ở bên dưới các bạn có nghĩ là khi mà được nâng lên tới 800 bài post một ngày đó thì có đủ hay là không Twitter bây giờ thì vẫn còn rất là nhiều spam rất nhiều bot các bạn uh, có cái sự tiến triển khi Elon lên Musk tiếp quản cách đây uh, vài tháng nhưng mà hiện bây giờ chúng ta vẫn còn thấy rất nhiều những bot hoạt động ở trên Twitter và đương nhiên đối với lại uh, nhiều cái sự không đồng lòng bởi quyết định này của Elon Musk uh, thì uh, Musk cũng nhân cơ hội này uh, và dựa theo thông tin chúng ta đã nhận được uh, thì Meta sẽ tung ra cái ứng dụng Threads ứng dụng này là ứng dụng mà sẽ cạnh tranh trực tiếp với lại Twitter thì cái ngày mà sẽ tung ra đó bây giờ ước tính là ngày 7 tháng 7 năm 2023 các bạn đương nhiên Mark Zuckerberg sẽ không có bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này để tung ra ngay thời điểm mà có một số người đang bất mạng với là cách làm của Elon Musk về việc hạn chế đọc những cái thuyết thì có thể họ sẽ nhảy qua sử dụng ứng dụng này của Meta để xem coi là Meta có thành công copy và có thể lấy được người dùng đến từ Twitter hay là không. Và ngoại trừ cổ phiếu của Tesla các bạn thực là một cổ phiếu khác nó cũng có sự tăng trưởng nhiều từ năm nay tới bây giờ đó chính là Coinbase các bạn và thật ra những cổ phiếu liên quan đến crypto đó cũng có sự tăng trưởng không kém. Chúng ta nhìn thấy được là Coinbase hôm nay đã tăng 11% các bạn và từ đầu năm tới bây giờ chúng ta thấy được là Coinbase đã tăng 125.85% rồi. Tuy cái con số này đó thì vẫn cách xa với cái đỉnh các bạn tại vì cái mức cao nhất của cổ phiếu Coinbase là khoảng chừng 342 đô thì thì vẫn cách rất là xa Nhưng mà các bạn thấy là từ đầu năm tới bây giờ đó Thì cũng tăng trưởng nhiều hơn cả BTC Và các bạn có biết là Những ai mà lưu trữ nhiều cổ phiếu của Coinbase Và cổ phiếu của lại không Đó chính là Org của Cathie Wood các bạn Và Cathie Wood cũng là người Tin tưởng vào BTC Và BTC thì cũng đã có sự tăng trưởng Nhiều từ đầu năm tới bây giờ rồi Nói chung đó, thì chị Cathie Wood Chắc là sẽ ăn lợi rất lớn <laughs> và một trong những lý do dẫn đến cái sự lạc quan cho cổ phiếu Coinbase là các bạn đã thấy cuối cùng thì BlackRock cũng đã đệ đơn nạp trở lại cho SEC. Các bạn đã nhớ là ngày thứ sáu đó thì SEC đã trả về một số đơn dựa theo tài liệu đến từ Wall Street Journal nói là không có đầy đủ dữ liệu cho biết là sang nào sẽ cung cấp dữ liệu trading để có thể được dùng cùng với lại phần mềm của Nasdaq để xem coi là cái khối lượng giao dịch thì có gì cần phải quan tâm hay là không đây là một trong những điều mà đòi hỏi về SEC và các bạn đã nhớ là ngày thứ sáu đó thì hàng loạt những công ty họ đã nạp đơn trở lại và cái sàn giao dịch mà họ nêu tên đó chính là Coinbase sẽ cung cấp dữ liệu trading và chúng ta không nghe nói từ BlackRock nhưng mà cuối cùng hôm nay đó BlackRock cũng đã nộp đơn trở lại và cũng giống như những cái sàn khác những cái công ty khác họ cũng nêu tên Coinbase sẽ là partner đối tác cung cấp dữ liệu trading và đương nhiên Coinbase không cung cấp free đâu các bạn họ sẽ tính tiền các bạn đang thấy được là vì lý do đó nhiều người cho là Coinbase thứ nhất đã có thêm nhiều đối tác mới có thêm cách để mà kiếm tiền thứ hai nữa những công ty lớn Forward đó thì đều có lòng tin với lại Coinbase mặc dù bây giờ Coinbase với lại SEC đó, thì hai người giống như cách mặt nhau rồi các bạn đã chuẩn bị ra tòa nhưng mà dù sau đi nữa đó, thì Forward vẫn không có nghĩ là Coinbase sẽ gặp vấn đề gì hết và đối với lại cái sự việc này đó, thì mọi người nghĩ là Coinbase cũng sẽ có thể được chấp thuận bởi SEC Tại vì nếu như tính cái giao dịch trực tiếp bởi đồng USD đó Thì các bạn biết là Coinbase sàn Mà chiếm 40% thị phần là sàn lớn nhất nếu chúng ta chỉ tính giao dịch dựa theo USD mà thôi Nếu như tính à, là đồng ổn định thì Binance sẽ là sàn lớn nhất Và SEC cũng đã từng công nhận Coinbase là sàn lớn nhất tại Hoa Kỳ. Và thêm một điều nữa, SEC chỉ kiện Coinbase vì cho giao dịch một số altcoin mà họ cho là chứng khoán mà thôi chứ họ chưa từng nói đến BTC. Cho nên các bạn thấy là mọi người đều có sự lạc quan là Coinbase dù sao đây nữa thì vẫn sẽ tiếp tục tồn tại và sẽ là đối tác để mà cung cấp dữ liệu trading để họ có thể có được một Bitcoin spot ETF thông qua. Bây giờ thì chúng ta vẫn chưa có biết kết quả ra sao các bạn những công ty thì chỉ nạp trở lại mà thôi. Chúng ta chúng ta biết là phải chờ tới 240 ngày là cái con số cao nhất nếu như mà SCC đó muốn trì hoãn và trì hoãn chứ nếu không thì đương nhiên họ có thể đưa ra quyết định nhanh hơn. Nhưng mà chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Và nói tới SCC đó thì các bạn đã thấy là có một công ty khác nữa cũng đã học theo Coinbase đó chính là Bittrex các bạn, Bittrex thì cũng bị kiện bởi SEC nhưng mà các bạn đã thấy là một trong những cái chiến lược của Coinbase là thay vì là họ tranh luận với SEC thì à, họ đã nói với tòa án là SEC đó không có thẩm quyền gì hết à, và các bạn thấy là Bittrex cũng đã học theo và cũng đã đệ đơn lên tòa án nói là SEC đó thiếu sự cho phép rõ ràng của quốc hội cần thiết để áp dụng luật chứng khoán cho các token có nghĩa là SEC hiện bây giờ không có bất cứ thẩm quyền gì trong riêng crypto này cho đến khi Quốc hội nói crypto là chứng khoán và luật chứng khoán có áp dụng được với lại riêng crypto. Cho đến khi đó, SEC không có bất cứ thẩm quyền gì. Đó là cái uh, chiến lược mới của sàn Bitstock các bạn. Nói chung SEC cũng đang gặp khá là nhiều rắc rối khắp nơi. Và một cái cổ phiếu khác nữa cũng liên quan trực tiếp đến crypto đó cũng có sự tăng trưởng không kém các bạn, đó chính là MicroStrategy. Hôm nay cũng đã tăng 10% các bạn và đóng cửa hôm nay đã tăng 2,2% và từ năm tới bây giờ đó tăng còn cao hơn cả Coinbase, còn cao hơn cả Tesla các bạn 166% là cái sự tăng trưởng từ năm tới bây giờ cho cổ phiếu MicroStrategy. Các bạn không đã biết là đối với lại Tesla đó thì Tesla không còn lưu trữ bao nhiêu BTC nữa và chúng ta thấy là Tesla đó thì đương nhiên là họ chủ yếu là có thu nhập đến từ bán xe và một số những cái chiến lược khác mà họ có thu nhập như là bán carbon credit à, và chúng ta nói tới cổ phiếu của Coinbase đương nhiên Coinbase có liên quan trực tiếp với crypto từ đó là một sàn giao dịch nhưng mà Coinbase cũng có thu nhập à, chủ yếu là đến từ cái phí giao dịch và cái phí hội viên cho Coinbase One. đương nhiên họ cũng lưu trữ crypto nhưng mà cũng không phải nhiều các bạn. Họ lưu trữ một phần BTC mà thôi. Nhưng mà MicroStrategy thì khác các bạn. MicroStrategy trên căn bản đó. Công ty này chiến lược gần như là 100% là lưu trữ BTC. Đó là chính các bạn còn buôn bán phần mềm đó chỉ là cái phần phụ của MicroStrategy mà thôi và họ cũng đã nói rất rõ ràng cái chiến lược công ty là gì rồi. Họ muốn biến Michael Strachey trở thành công ty lưu trữ và có những chiến lược BTC mà thôi cho nên bất cứ ai mà mua cổ phiếu MicroStrategy đó là gián tiếp đầu tư vào BTC tại vì họ muốn tiếp cận giá của BTC cho đến khi nào chúng ta có một cái Bitcoin Spot ETF thì các bạn được là cổ phiếu MicroStrategy đối thuận là cách mà phố War có thể tiếp cận được với giá của BTC một cách tốt nhất và các bạn thấy là cổ phiếu này đã đạt cái mức cao nhất trong vòng một năm qua rồi và những thông tin này đã cũng cho các bạn thấy là nhu cầu để tiếp cận BTC BTC đến từ những nhà đầu tư truyền thống đó nó đã từ từ nóng lên trở lại rồi các bạn đã thấy là sau khi chúng ta có một năm tơi tả năm vừa rồi đó thì năm nay cũng đã đỡ hơn và chúng ta bắt đầu cũng đã thấy cái sự lạc quan đã từ từ trở lại với thị trường này không chỉ riêng là những người trong nền crypto mà những người trong thị trường tài chính nói chung đó, cũng đã từ từ có sự quan tâm trở lại và các bạn thấy là chúng ta lại có thêm một công ty khác ở trong thị trường crypto này đó sẽ lên sàn chứng khoán các bạn đó chính là công ty Bitcoin Depot. Điều mà các bạn thấy trên màn hình đó, thì họ nói là cái công ty này sẽ có cổ phiếu bắt đầu từ ngày hôm nay trên sàn Nasdaq và công ty này đó đã kết hợp với một công ty khác có tên là GSR2. Meteora và hai công ty này sẽ kết hợp rồi thì sẽ phát hành cổ phiếu trên sàn Nasdaq bắt đầu từ ngày hôm nay và sẽ bắt đầu giao dịch với cái ticker có nghĩa là với ký hiệu là btm nhưng mà thường cũng chưa kiếm có cái ký hiệu này ở trên Nasdaq các bạn có thể là hôm nay là ngày đầu tiên cho nên nó còn mới quá nhưng mà các bạn thấy chúng ta lại có thêm một công ty liên quan đến crypto xuất hiện ở trên sàn chứng khoán nữa thị trường từ chính nói chung đó thì rất là lạc quan với lại BTC hiện bây giờ và cũng lạc quan với lại những cái công ty công nghệ các bạn mặc dù chúng ta vẫn đang đối đầu với những sự kiện như là Fed vẫn tiếp tục có khả năng là tăng lãi suất và giữ lãi suất cao một thời gian dài hơn là nhiều mong muốn chúng ta cũng thấy được là cái vấn đề liên quan đến ngân hàng thì vẫn thật sự chưa có được giải quyết tại vì hôm nay đó thống kê từ Financial Times cho thấy là bốn ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ đang có cái số lỗ trên giấy tờ là khoảng 205 tỷ và thu nó lỗ trên giấy tờ tại vì khi nào họ bán họ mới thật sự lỗ cái lỗ trên giấy tờ có nghĩa là họ đang lưu trữ cái công trái phiếu này nhưng mà cái giá trị trên thị trường đã giảm so với cái mức mà họ mua nhưng mà các bạn đã biết đó, đối với lại trái phiếu thì tới ngày mà hết hạn đó thì các bạn có thể trả trái phiếu đó cho cái người mà phát hành là các bạn hãy lấy lợi vốn cộng với lời thì chỉ cần là lưu trữ đến ngày hết hạn thì sẽ không bị lỗ phần nào hết chỉ có những cái ngân hàng nào mà họ cần tiền xoay sở giống như là họ lưu trữ trái phiếu rồi người ta đã rút tiền họ không có sẵn tiền mặt họ bắt buộc phải bán công trái phiếu ở cái mức giá thấp trên mới dẫn đến ngân hàng sụp đổ những cái ngân hàng lớn đó thì họ nói là họ hoàn toàn có khả năng để giữ cái số lượng trái phiếu này cho đến ngày hết hạn và chúng ta trong đó nó có ngân hàng mà lưu trữ nhiều nhất và đang có cái số lỗ nhiều nhất đó chính là Bank of America các bạn ngân hàng này đó thì bây giờ đang có con số lỗ giấy tờ là 100 tỷ đô la chúng ta có Wells Fargo và JP Morgan thì mỗi ngân hàng này đang lỗ khoảng chừng là 40 tỷ còn Citigroup thì lỗ ít hơn nhưng mà vẫn là con số lớn các bạn là 25 tỷ đô la đó là những cái thông tin tổng quát tôi muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta hãy nói tới một số thông tin liên quan đến crypto Thì các bạn đã thấy được là giá của BTC ngày hôm nay thì vẫn tiếp tục có cái sự tăng trưởng mà mức cao nhất của hôm nay là 31.400 đô Và các bạn có biết là ngay cái thời điểm giá bây giờ đó thì các bạn đã thấy còn cao hơn cả cái lúc mà chúng ta nhận được thông tin ngày thứ sáu mới đây khi mà SEC nói với lại tạp chí Wall Street Journal là những cái đề xuất ETF sẽ bị trả lại tại vì không đầy đủ thông tin. Các bạn đã thấy được là sau đó, đó thì giá của BTC đã giảm từ khoảng 31.000 đô giảm xuống trong thời gian rất là nhanh chóng chỉ còn có 29.400 đô nhưng mà sau đó đã liên tục hồi phục cho đến thời điểm bây giờ các bạn đã thấy giá còn cao hơn trước khi sự kiện đó xảy ra và khi mà có cái thông tin liên quan tới sec trả về một số đề xuất thì thông đang nhanh chóng chia sẻ với các bạn là mọi thứ nó không có tệ như là mọi người nghĩ à, và các bạn thấy là thị trường sau đó nó cũng đã hiểu hơn và các bạn thấy giá cả cũng đã phản ứng theo chiều hướng đó nhưng mà có một lý do nữa tại sao mà giá của bdc lại tăng trưởng hôm nay các bạn tại vì hôm qua Thượng đã cố gắng bận một cái áo có màu sắc lòe lạc để bdc được rực rỡ hôm nay và các bạn đã thấy cuối cùng à, cũng đã có hiệu quả như là mong đợi <laughs> Nhưng mà các bạn đừng quên đó, ngày hôm nay là ngày trăng tròn các bạn, chính là ngày 3 tháng 7. <laughs> Cho nên không biết là cái áo của thường bờ hôm qua đó có đủ để khắc chế được trăng tròn indicator lần này hay không. Thôi bây giờ các bạn một chút mà thôi. À, chúng ta cũng có được một cái thông tin cũng rất là thú vị các bạn. Đây là thông tin đến từ CME và cũng cái thông điệp thường chia sẻ nãy giờ đó là chúng ta đang thấy phố Wall rất là quan tâm đến thị trường crypto này và nhất là liên quan tới BTC và không những riêng BTC mà còn Ether nữa các bạn chúng ta thấy là CME là cái sàn mà cho giao dịch futures lớn cho những cái công ty ở Hoa Kỳ thì CME đã, đã chuẩn bị ra mắt một cái sản phẩm mới đó chính là sản phẩm Ether Bitcoin đây là sản phẩm như thế nào các bạn và họ sẽ ra mắt vào cuối tháng này ngày 31 tháng 7 thì đây là một hợp đồng tương lai tỷ lệ Ether và Bitcoin cho phép các nhà đầu tư cá cược giá trị tương đối của hai loại crypto mà không cần quan tâm đến xu hướng thị trường. Có nghĩa là các bạn có thể là đoán coi coi là giá của Ether so với BTC sẽ cao hơn hay là thấp hơn so với là ngày hôm qua hay là ngược lại thì các bạn thấy được cách tính của họ nên thì cũng đơn giản mà thôi. Họ sẽ lấy giá của Ether futures chia cho giá của Bitcoin futures rồi sau đó họ sẽ nhân cho một triệu đô la các bạn tại vì một hợp đồng là một triệu đô la đây là một cái sản phẩm dành cho những tổ chức đầu tư mà thôi chứ không phải là dành cho người thường đâu thì các bạn có thể hiểu như thế này cho dù là giá cả tăng hay là giảm cũng không quan trọng tại vì những người mà sử dụng đồng này đó thì họ đang đón tỷ lệ tương ứng giữa Ether và bitcoin mà thôi giống như là một người nào đó mà đang có cái cá cược là giá của Ether sẽ tốt hơn là BTC cho dù là thị trường đang trên con đường đi xuống miễn là Ethereum xuống thấp hơn BTC thì người đó sẽ đoán đúng và sẽ có lời trong hợp đồng tương lai này và ngược lại các bạn cũng rất là thú vị các bạn nhưng mà điều thú vị hơn là phố Wall lại có hứng thú với loại hợp đồng như thế này tôi nghĩ là chủ yếu họ dùng hợp đồng như thế này để quản lý rủi ro mà thôi và tiếp tục với cùng một thông điệp là chúng ta thấy những cái tổ chức đầu tư đó thì vẫn đang tiến vào thị trường này sau khi mà chúng ta thấy có sự dẫn đầu đến từ BlackRock thì các bạn thấy là trong tuần qua đã có tổng cộng là 124 triệu đô la đã đi trở vào thị trường này sau khi các bạn thấy là có 9 tuần liên tục tiền rời khỏi đó thì bắt đầu khoảng chừng 2 tuần trước chúng ta đã thấy tiền đã đi trở ngược vào thị trường này đến từ một số quy đầu tư được lưu lại bởi con share thì con share đó chia sẻ hàng tuần là cái dòng tiền đến từ quỹ đầu tư như thế nào, họ rút ra hay là họ nạp vào. Nhưng mà không phải là tất cả quỹ đầu tư các bạn chỉ là những quỹ mà con share theo dõi mà thôi nhưng mà nó cũng cho chúng ta một cái cánh cửa nhỏ nhỏ để xem coi là hiện bây giờ đó những tổ chức đầu tư họ đang làm gì. Và hai tuần qua đó thì họ đều đem tiền ngược trở vào thị trường này và các bạn thấy được là tuần nhiều rồi đã có 124 triệu đi trở vào. Và đương nhiên phần lớn chúng ta nhìn thấy được là vào BTC 123 triệu còn Ether chỉ có 2 triệu mà thôi Những đồng khác đó thì hầu như không đáng kể Và chúng ta có thể nhìn bên dưới này đó Thú vị hơn nữa là chúng ta tiếp tục thấy Tiền vào nhiều nhất là đến từ Germany Nước Đức các bạn Nước Đức là 64 triệu trong số đó đến từ nước Đức Kế đó là chúng ta có Canada các bạn 34 triệu Và cuối cùng là Hoa Kỳ Thì vẫn chưa có bất cứ một trả lời nào Tại sự gần đây chúng ta lại thấy nhiều quỹ đầu tư từ nước Đức đổ tiền vào trong thị trường này Nhưng mà nào mà biết thì có thể comment bên dưới Tại vì Thuận không kiếm có thông tin Và các bạn thấy được là đối với Canada đó, thì có một cái quỹ Bitcoin ETF nổi tiếng là Purpose Thì cái quỹ này đó, các bạn đã thấy sau khi mà có cái sự sụp đổ hè của năm ngoái Liên quan tới Celsius, Voyager vân vân Thì các bạn đã nhớ là sau đó đã có rất là nhiều BTC rời khỏi cái quỹ này Tại vì có thể là những người mà họ lưu trữ cổ phần của quỹ này đã, họ không có quan tâm nữa tại vì họ cảm thấy được là thị trường tệ quá thì họ rời khỏi dẫn đến quỹ này đã, đã phải bán một số BTC và sau đó quỹ này đã hầu như cũng không có sự tiến triển các bạn giống như là từ thời điểm tháng 6 của năm ngoái mãi cho đến tháng 6 năm nay thì cái số lượng BTC quỹ này lưu trữ thì cũng cỡ đó mà thôi nhưng mà gần đây thì thường zoom và các bạn đã thấy chúng ta lại một lần nữa thấy quỹ Purpose Bitcoin ETF này ở Canada lại tích lũy trở lại và các bạn thấy quỹ này nó không phải là quỹ lớn nhưng mà cũng ít nhiều gì cho chúng ta nhìn thấy được tại sao mà cần phải có một bitcoin spot etf đương nhiên đó là con dao hai lưỡi các bạn bitcoin spot etf thì không phải lúc nào họ cũng thu mua btc đâu khi mà người ta trả dạ, cổ phần trở lại hay là người ta bán cổ phần đó thì không có nhu cầu lưu trữ nữa thì họ cũng phải bán số lượng BTC tại vì các bạn thấy là cổ phần thì được hỗ trợ trực tiếp bởi BTC nhưng mà các bạn đã thấy là những quỹ spot ETF này đó thì phải lưu trữ BTC và hiện bây giờ quỹ này đang lưu trữ khoảng chừng 27.649 BTC là một quỹ mà tương đối nhỏ mà thôi ở Canada khi mà chúng ta có một quỹ lớn như BlackRock đó thì cái nhu cầu lưu trữ BTC nó sẽ tăng lên nói chung đó, thì dài hạn các bạn thấy được? được là chúng ta càng có nhiều những quỹ spot Bitcoin ETF thì càng có nhiều BTC bị lóc lại cho những quỹ này. Thay vì các bạn thấy được là cái nhu cầu đó không có cho đến khi nào mà có Bitcoin ETF thì sẽ có thêm lý do để những quỹ lớn lưu trữ BTC tại vì họ cần phải có để phát hành cổ phần.